Rồi, mình xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì nay nhà vừa mình lên Zalo với cô chú anh chị mình Trần Thăng Mini nha cô chú anh chị. Siêu mini. Để em xây về dòng để em cho cô chú anh chị coi dàn form, mình sẽ báo hôm số mã số 1 nha. Hàng mini để bàn nha cô chú anh chị. Mini mà cây cũng già lắm nha, lên gốm luôn. Đây là những mini hay bị già luôn. Cây này cây quái nha. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Mã số 1 nha. Form đây. Mình form nha. Xương mình dưới nè. Cốt cũng khá khá rồi nha. Đường thay quá nha. Rồi để em xây về dòng rồi em báo thông số của mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi đại diện của hoành thân nó ở đây nha. Hoành thân ở đây là 4.5-4 thôi, thân là 4, chiều cao của cây là 13, hết tán ngang của nó là 22 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây là chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là cây cần ăn quái luôn nha. Rồi, em xây vào dòng em sẽ bắt thông số mã số 2 nha. Cây đế quái, thân cũng quái luôn nha cô chú anh chị. Ủa đây lắm quái luôn. Dán nó kì giống hình trái tim. Đây, tôi cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Phơm nó đây. Cá mình phơm nha. Xương bên dưới nè. Hàng mini để bàn nha cô chú anh chị. Chơi phong thủy rất là tốt nha. Cần cụ thăng tiến nha. Siêu mini. Để em xây dầm nữa thì em báo thông số mã số 2 nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 2 nha cô chú anh chị. Đây, cái hoành thân ở đây là 4.5-4 đây, hoành thân là 4, chiều cao của cây là 16, hết tán ngang của nó là 22 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 cũng là cây cần thăng quái luôn nha, cây rất là duyên cây nha. Cây dáng đẹp ghê ha. Duyên cây quái, đường thân nó lượng rất là duyên ha. Phơm tàn mịn phơm nha cô chú anh chị. Thằng này là bao thần chậu luôn nha, nằm chậu lâu lắm rồi nha. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha, cây quái đẹp lắm nha. Siêu già. Phơm đây, dày phơm. Xương bên dưới nè, nó xương xương kỹ chi tiết nha cô chú anh chị, cây rất là đẹp nha. Rồi để em xây vài dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 3 nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 3 nha cô chú anh chị. Đây, cái hoành thân. Cái hoành thân nó ở đây là 4.5-4 thôi, hoành thân là 4, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 18, hết tán ngang của nó là 21 nha. Thì mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 cũng là một cây cần thăng quái nha. Phơm tàn như vậy, phơm củ đế to lắm nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp nha. Phơm tàn nó dày phơm. Củ đế này to, củ đế này to lắm nha. Già cây, ha thân lên cớm luôn nha cô chú anh chị. Lên cớm luôn nè. Già lắm. Đây, em cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Mã số 4 nè. Phơm cây nè, dày phơm. Xương bên dưới nè. Cốt cảnh to. Gốc to, củ to, củ to. Củ to chứ nhầm nha. Củ to nha cô chú anh chị. Lên cớm một cây già lắm nè. Rồi để em xây dài dầm nữa để em báo thông số mã số 4 nha. Củ to mà nó cốt cảnh to. Rồi, bây giờ em báo thông số mã số 4 nha.
chứ mình cũ nó trên đây, mình cũ nó trên đây là 19, chiều cao của cây là 16, hết cái tán ngang của nó là 19 nha. Thì mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha, là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, hai cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị, mã số 5 cũng một cây thằng thằng quái luôn nha. Này cái con cũ ở đây ha. Nhìn nó kỳ lạ quá ha. Kỳ lạ. Em xây về dòng để em sẽ báo thông số mã số 5 nha cô chú anh chị. Nguyên cũ quái ở đây nhìn lạ lạ. Phơm cũng dày phơm nha cô chú anh chị. Đây. Em cầm gọn lòng người ta em luôn nha. Đây. Cái nhàn xương bên dưới nữa đây. Phơm nè. Cây này là bằng siêu già, siêu mini siêu già. Rồi để em xây dòng nữa rồi em báo thông số của mã số 5 nha. 250k mà bao ship rồi cái cây cái chậu cái ship ra tới ngay không còn nhiêu tiền á. Đây cây hoành cũ nó đây, báo hoành cũ ở đây ha. Hoành cũ nó ở đây là 15. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 7. Hết tán ngang của nó là 21 nha. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Mã số 6 là một cây cành thăng quái luôn nha. Kỳ lạ quá. Kỳ lạ. Cũng để em đây, thằng cũng đổ đổ xuống đây ha. Em xây về dòng em sẽ báo thông số mã số 6 nha. Mini nhưng mà rất là già cây nha cô chú anh chị. Em cầm gọn là mình tay em luôn nha. Đó. Phơm cây đây. Mình phơm ha. Xương mình dưới đây. Củ đế khoái này nha. Đó. Rồi để em xây vài vòng nữa rồi em báo thông số của mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 6 nha. Số hình nó ở đây là 4,5 gần 5 rồi, tính 4 này, còn gốc là 4. Chiều cao của cây là 8. Hết cái tán của nó là 16 nha. Thì mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Thì mã số 6 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu cô chú anh chị mình chưa thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha.